Hồi xưa mẹ sang bên Đức, con vẫn nhớ mẹ kể cho con là mẹ muốn làm cô giáo. Mẹ muốn làm cô giáo dạy các em, trẻ em ở trong trường. Tại vì mẹ rất là hạnh phúc nếu mà đối diện với trẻ con. Mẹ là một người rất là quý, rất là móng và rất là muốn chơi, muốn tìm hiểu, muốn làm quen nhiều cái việc mới. Mẹ luôn luôn đọc sách cho con, mẹ luôn luôn nấu đồ ăn rất là ngon cho con. Con vẫn nhớ hồi xưa con đi vào nhà trẻ, mẹ cắt cho con một quả táo, nhìn giống như một cái ngôi sao. Các bạn ai cũng bảo là wow, quả táo của ngài tại sao lại đẹp thế. Lúc đấy con biết là mẹ thật sự là người tốt, là con rất là mong có mẹ, là mẹ của con. Kể cả nó mà mẹ không phải là cô giáo nữa, mẹ không phải là cô giáo trong nhà trẻ nữa, con biết là cuộc sống sau mẹ sẽ làm cô giáo rất là hạnh phúc, rất là giỏi, rất là thương các em. Và con mong là về sau trong cuộc sống thai của mẹ, mẹ sẽ đi theo cái đường đấy được. Mẹ đi theo cái ước mơ của mẹ mà mẹ đã muốn hiền thành. Nhưng mà tại vì sang bên Đức khó, người ta không nhận cái bằng của mẹ, mẹ không làm được. Thì con mong là mẹ sẽ làm trong cuộc sống sau.